quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Quốc hội đã làm được rất nhiều việc, có những công việc rất tốt. Mặc dù trong báo cáo này không thấy khen ai và cũng chẳng thấy chê ai. Nhưng những bức tranh tổng kết nhiệm kỳ có xung đột không với một miền Tây Nam Bộ vốn trù phú về hiền hòa đang lùi dần vào dĩ vãng, một Tây Nguyên khô khát giữa tháng 3, một hệ thống chính trị cồng kềnh đến không chịu nổi với tham nhũng và quan liêu, với ngân khố nợ nần, với thanh niên Việt Nam hình như ngày càng còi cọc và Biển Đông vẫn chưa ngừng gợn sóng. Kính thưa Quốc hội, tôi đề nghị những trăn trở, âu lo đó cần phải được thể hiện đầy đủ hơn trong tổng kết của nhiệm kỳ này, và mặc dù nó chỉ còn ý nghĩa để chúng ta bàn giao lại cho Quốc hội khóa sau. Cuối cùng, xin được mượn lời của Thủ tướng, xin kính chúc các vị đại biểu Quốc hội khóa 13 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là người tử tế. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.